có thể đối với bạn, Tết là như thế này. Nhưng có thể đối với nhiều người, Tết lại là như thế này. Có lẽ một phần vì những lý do trên mà biết bao cuộc tranh luận về việc bỏ Tết hay giữ Tết đã luôn diễn ra âm ỉ không hồi kết. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi rằng ngọn nguồn của cuộc tranh luận trên đến từ đâu chưa? Liệu Tết đơn thuần là một dịp lễ có là thứ đáng bị bỏ đi, hay ta nên xem xét cách mà con người đang làm trong dịp lễ Tết để thực sự tìm ra thứ đáng phải bỏ? Trả lời những câu hỏi này, tác giả Phi Tuyết đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm qua bài viết Không cần bỏ Tết, nhưng hãy bỏ những giả tạo và áp lực của Tết tại trang web của Spa Room. Lưu ý, tác giả Phi Tuyết cho biết đây là quan điểm cá nhân và các bạn có thể bỏ qua nếu không cùng quan điểm. Bên cạnh đó, Spa Room đăng tải quan điểm của tác giả nhưng không nhất thiết đồng tình với quan điểm đó. Hy vọng các bạn tiếp nhận video của Spa Room với tinh thần khai phóng. Xin cảm ơn. Những thứ vô nghĩa của Tết cổ truyền. Đầu tiên, để làm rõ quan điểm, tác giả Phi Tuyết cho rằng Tết cổ truyền đã bắt đầu xuất hiện những thứ có xu hướng vô nghĩa, chẳng hạn như sự thừa múa, lãng phí thức ăn, thực phẩm, tiền bạc. Sự gia tăng đột biến của những điều giả tạo và trọng hình thức khi ai cũng cố tỏ ra đẹp nhất để toát lên vẻ giàu có, thành đạt, hạnh phúc. Tiền bạc đang trở thành thứ lên ngôi cao nhất. Cụ thể, dịp lễ Tết trở thành dịp để người ta thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sự kính trọng nhau, thậm chí là cả sự nịnh hót nhau bằng tiền bạc. Tiền trở thành món quà mừng cho con nít, cho người già, cho họ hàng và cả để biếu sếp. Ở một góc độ nào đó, Tết đang bị biến tướng thành ngày của sự tham lam, khi mà người ta mong cầu đủ thứ, người ta chúc nhau đủ thứ trong những ngày này. Vấn đề là, nhiều người không bao giờ nhìn lại những gì họ đang có, nên họ cũng không bao giờ nghĩ rằng mình đang có quá nhiều hay mình nên chia sẻ, nên biết ơn vì những gì họ có. Vì vậy mà người ta cầu mong nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, từ sức khỏe, danh vọng đến tiền tài, may mắn. Kể cả những người đi lễ chùa, hẳn họ chưa từng nghĩ đến việc đi chùa làm gì, trong khi Phật nói buông bỏ đi, còn họ thì lại cầu mong có được thêm thứ này, thứ nọ, thứ kia. Dường như Tết đang trở nên quá nặng nề, mệt mỏi vì có quá nhiều nghi thức, thủ tục như khê. Hãy là một phép đối sánh với Âu Châu, họ nào đâu cúng bái, họ cũng không tiễn ông bà táo, không đốt tiền vàng mã, và họ vẫn hạnh phúc, giàu có đấy thôi. Còn người Á Châu, họ đốt vàng mã, cũng phải đủ thứ, tiễn đưa đủ loại, tại sao tình trạng nghèo nàn lạc hậu vẫn còn xảy ra? Tôi tin tất cả những việc này là vô nghĩa, và cả đời tôi không cúng vái bất cứ thứ gì theo bất cứ nghi thức nào, nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định mình là một người hạnh phúc. Kể cả ngày mai tôi có ngủm cù đèo hay mất tất cả những gì đang nắm trong tay, thì sự hạnh phúc bên trong tôi cũng sẽ không giảm. Trong khi đó, những người kia cũng phải đủ đường đấy, nhưng chẳng phải họ vẫn luôn sống trong lo lắng, sợ hãi, bất an đấy sao? Thế thì tại sao phải cứ nhất thiết làm đủ loại hình thức cúng vái làm gì cho mệt mỏi? Tết có thể không cần thiết phải bỏ, nhưng các áp lực ngày Tết thì nên bỏ, bỏ ngay. Các áp lực ngày Tết ở đây chính là những nghĩa vụ, những trách nhiệm, sự đạo đức giả, thói trọng vật chất, trọng hư danh, sự lãng phí thực phẩm, sự tham lam và đặc biệt là những nghi thức lễ lạc cổ hủ lạc hậu. Vì sao Tết không cần thiết phải bỏ? Theo tôi, cả đất nước Việt Nam có làm việc thêm 30 ngày một năm cũng không giàu lên nổi, đừng nói là làm thêm 7 ngày Tết. Với tinh thần làm việc, ý thức làm việc như hiện tại, thì dù có bỏ Tết hay không, kinh tế Việt Nam cũng chẳng ảnh hưởng gì. Về chuyện bỏ hẳn Tết cổ truyền và chỉ ăn Tết Tây, tôi nghĩ đừng mạo nhận mình ăn Tết giống Tây thì mình sẽ văn minh, giàu có như Tây. Một lý do thứ hai đó là dịp cận Tết trên thực tế là dịp người dân tiêu tiền mua sắm nhiều nhất. Đây là một sự thúc đẩy đều đặn cho thị trường kinh doanh hàng năm, mà nếu mất Tết thì rất nhiều ngành kinh doanh sẽ mất doanh thu, mất lợi nhuận, người đi làm mất lương thưởng, người dịch vụ mất thu nhập, người vô công rỗi việc, không mất gì. Okay. Lý do thứ ba là người dân khi càng sống trong khó khăn thì sâu trong thâm tâm họ càng muốn có nhiều dịp để vui chơi, giúp tạm quên đi nỗi lòng ấy. Điều này theo tôi tất nhiên không tốt, nhưng xét về mặt nào đó thì đấy cũng là cần thiết, vì không thể bắt một người vất vả cả năm không có lấy được một dịp nghỉ ngơi, vui vẻ, tiêu xài. Như thế khác nào bắt con lạc đà băng qua sa mạc mà không cho một giọt nước đâu.
Tôi nghĩ như vậy thì ác quá. Có phải thực tế Tết đang làm người ta khổ nhiều hơn vui, mệt nhiều hơn sướng? Tôi thật sự nghĩ Tết nên được trả về đúng với nghĩa của Tết. Đó là một dịp vui vẻ, nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy rút ngắn khoảng thời gian nghỉ Tết dài thường thường kia thành 3 ngày thôi. Trong 3 ngày đó, hãy dẹp hết lễ nghi, quy tắc, thói đạo đức giả và sự lãng phí đi và dành một ngày để thinh lặng bên nhau, nghe nhạc, nấu ăn, trò chuyện và 2 ngày còn lại để đi chơi, đi đây đó, gần hoặc xa, đi tour hoặc tự túc, đi một mình hay đi cả gia đình. Vừa có dịp để mọi người gần nhau, vừa có dịp để mở mang trí óc mình ra thêm tí. Người dư dả thì đi Hàn, đi Nhật, đi Âu, đi Mỹ. Người không quá dư dả thì đi Sinh, đi Malay, đi Thái. Người bình thường hơn thì đi Cam, đi Lào. Bình thường nữa thì đi trong nước. Thay vì chi cả đống tiền vào trang hoàng, mua sắm rùm beng thì hãy mua tour mà đi. Mỗi người chỉ cần vài triệu là đủ để đi vài ngày, còn được lo từ A tới Z. Tôi nghĩ, thay vì xem Tết là dịp để bung tiền thì hãy chọn cách tiêu xài tiền cho khôn ngoan, hiệu quả. Và thay vì Tết, ai cũng phải gồng mình lên để ráng chứng tỏ bản thân, thì thôi, hãy xem đấy như là dịp để tự mình nhìn lại bản thân mình, thư giãn, cảm tạ vì tất cả những gì mình có và thưởng thức mọi thứ với tâm trạng hân hoan, biết ơn và chia sẻ với những người khác điều đó. Và thay vì bỏ Tết là một truyền thống cổ xưa, thì hãy làm cho nó nhuốm màu hiện đại và trở nên ý nghĩa hơn đi. Nhưng nên nhớ, ý nghĩa nằm trong cảm xúc, cảm nhận của mỗi cá nhân, chứ ý nghĩa không nằm ở những nghi thức màu mè sáo rỗng. Hãy giải phóng cho mọi người khỏi đống nghĩa vụ ngày Tết. Đó là ngày của lễ hội, của vui tươi, của làm mới bản thân mình và chuẩn bị những bước tiếp cho cuộc đời mình. Đừng biến một dịp lễ hội như vậy thành một dịp của hành xác, giả tạo và lãng phí. Hãy nhìn Tết với một con mắt khác đi. Sau đây là những điều tôi nghĩ chúng ta có thể làm vì một cái Tết bớt nhiều khê. Thứ nhất, thay vì cả năm dành vài ngày dọn nhà thật sạch đẹp cho 3 ngày Tết thì hãy giữ cho nhà sạch nguyên năm. Thứ hai, thay vì cho con nít tiền bạc vô tội vạ thì hãy dạy cho chúng cách nhìn đúng đắn về tiền bạc, kiếm tiền cực như thế nào, tiêu tiền phải ra sao, hãy dạy chúng trước khi cho chúng tiền một cách quá tay bằng lì xì. Tiền lì xì đã vượt khỏi ý nghĩa đồng tiền may mắn và phần nào biến con nít trở nên tinh ranh và vật chất như người lớn trong chuyện tiền bạc. Thứ ba, con cái, thay vì dành mấy ngày này để tỏ lòng biết ơn và kính trọng cha mẹ, thì hãy biết ơn và kính trọng họ cả năm. Thỉnh thoảng, hãy thăm hỏi họ mà không cần lý do. Tìm hiểu xem thứ họ thật sự thiếu là gì, tình cảm hay vật chất. Đừng cái gì cũng quy về vật chất, rằng biếu cha mẹ nhiều tiền là hiếu thảo hay phải ở nhà mấy ngày Tết nhìn mặt nhau mới là con ngoan. Đôi khi người lớn họ cũng cần những thứ rất khác, như là cần được lắng nghe hoặc nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè, chứ không phải ở bên con cháu cãi nhau chí chóe. Thứ tư, Tết cũng nên là ngày tôn vinh sự tự do thay vì sự dính chùm. Tết nên là ngày để người ta nhận ra sự tự do khỏi lề thói, dư luận, khuôn phép thật là đẹp biết mấy. Cả năm người ta đều bị dính chùm với người khác trong gia đình, trong công việc, phải xã giao đến mức không ai còn có thể hạnh phúc khi một mình nữa, đến mức ai cũng nghĩ mình cần người khác mới hạnh phúc được. Điều này vô tình tạo nên một xã hội toàn những cá nhân không thể sống một mình. Do đó, hãy dùng mấy ngày Tết để tự thanh lọc mình, tách mình riêng ra khỏi đám đông mà làm thứ mình thích. Hãy dùng ngày Tết để học cách tôn trọng nhau, tôn trọng ý kiến của nhau và dung hòa mong muốn của nhau, thay vì cứ nhất thiết áp đặt ý kiến người này lên ý kiến người khác chỉ vì những quan niệm truyền thống sáo rỗng. Đây không phải thời Khổng Tử, hãy để cho phụ nữ lên tiếng chút nếu như cả năm họ đã phải chịu đựng rồi. Hãy cho họ nghỉ ngơi, đừng làm mệt họ thêm nữa. Hãy trả Tết về đúng nghĩa của một sự khởi đầu mới, nhưng hãy thay sự khởi đầu của tham lam, giả tạo, hình thức bằng sự khởi đầu của lòng biết ơn, sự chia sẻ, tinh thần cảm tạ. Hãy biến Tết thành một dịp để mọi người nạp đầy năng lượng cho bản thân mình, không phải cho người khác. Hãy biến Tết thành một sự kiện cá nhân, thời điểm để mỗi người tự làm mới mình bằng chính nhu cầu thực tế và khả năng của mình. Tết đặt trong góc nhìn chính trị. Kinh tế, văn hóa, chính trị là ba thứ cực kỳ quan trọng trong sự hình thành và phát triển của một đất nước. Chính trị là bộ não, rất quan trọng, nhưng không phải tất cả. Kinh tế là cơ thể, còn văn hóa chính là tâm hồn. Thứ nào cũng quan trọng, không nên xem nhẹ cái nào. Muốn thay đổi đất nước, phải nhìn và thay đổi cả ba thứ, không thể chỉ một. Chuyện Tết nhất không liên quan lắm tới chính trị, nhưng nó là văn hóa.
Một đất nước mà tâm hồn đã không còn trong trẻo thì bộ não có thông minh mấy, cơ thể có khỏe mạnh mấy cũng ít gì. Cho nên vừa quan tâm chính trị, vừa quan tâm văn hóa và không ngừng làm kinh tế, ấy mới là con đường toàn diện để đi đến thay đổi. Thay đổi quan niệm về Tết là một cách thay đổi trong văn hóa, cần làm, nhưng cần làm một cách thông minh, không rập khuôn, sáo rỗng. Không phải cứ bỏ Tết là hay và cũng không phải cứ giữ Tết là hay, nhưng hãy bỏ cái cần bỏ và giữ cái cần giữ. Cứ giữ Tết, nhưng làm cho nó ngắn gọn lại, văn minh lại, thiết thực lại, ý nghĩa lại. Còn nếu không thể làm cho Tết trở nên ý nghĩa, thiết thực hơn, hay không thể thay đổi những tâm thức lạc hậu của truyền thống được, thì dẫu có bỏ hay không bỏ ngày Tết cũng chẳng quan trọng gì. Một bài toán có kết quả mới mà giữ mọi cách làm như cũ thì thật là thiếu khôn ngoan. Einstein nói câu đó rõ hay. Cho nên phải thay đổi, nhưng thay đổi thứ cần thay đổi là tâm thức và cách hành xử đối với ngày Tết, chứ không phải bản thân ngày Tết. Nếu bạn có một tâm trạng lễ hội bên trong, nếu bạn xem cuộc đời mình như một lễ hội, thì một năm 365 ngày, ngày nào bạn cũng thảnh thơi, thư giãn, hạnh phúc. Khi đó, bạn sẽ không cần bất cứ một dịp lễ lạc nào để được thư giãn cả. Mọi người nên suy nghĩ về điều này. Cuộc đời nên là niềm vui, là thư giãn, là tạ ơn. Cuộc đời không nên là sự tranh đua, đấu đá, căng thẳng hay đòi hỏi quá nhiều. Mọi người cứ luôn muốn là một ông vua sống trong cung điện với cung điện giác vàng bên ngoài, nhưng khổ não, run sợ, bất an, lo lắng trong tâm trí. Chẳng ai muốn là một kẻ lang thang nghèo, nhưng tự do, thảnh thơi và hạnh phúc. Mọi người thà làm vua trong tù còn hơn làm kẻ lang thang trên thế giới. Hãy thử một lần rút bỏ áo bào nhà vua và suy nghĩ như một người lang thang đi, để thấy cuộc sống có thể tự do, hạnh phúc và nhẹ nhàng đến nhường nào. Xin đừng nhầm lẫn tư tưởng lễ hội thành một người ham vui. Thật ra tư tưởng lễ hội là một thứ rất khác. Nó khiến cho người ta luôn sống trong trạng thái thảnh thơi, vui vẻ và an lạc. Kể cả cái chết có treo ngay trước mặt cũng chẳng hề gì. Đó chính là tâm trạng của Phật, của Giê-xu, của Lão Tử. Đó là thứ lễ hội mà loài người cần thật sự bận tâm tới. Phật, Giê-xu hay Lão Tử, họ đều là những người lang thang, những vị vua lang thang. Bạn có cố mấy cũng khó thành vua, thế sao không thử thành một kẻ lang thang trước? Thật ra tôi chẳng quan tâm gì tới chuyện Tết hay không Tết, nhưng tôi không muốn người ta dùng Tết làm cái lý do để quàng bên nhau biết bao nhiêu nghĩa vụ, trách nhiệm, hình thức, sự giả tạo, lãng phí, lười biếng, tham lam. Tôi muốn Tết trở về với đúng ý nghĩa của nó, là thời điểm để mọi người lột bỏ những gì cũ kỹ, nghỉ ngơi và thư giãn, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống mang đến, với thái độ trân trọng và biết ơn. Ngoài ra, tôi tin là bản thân bạn cũng hiểu rằng subscribe kênh Spy Room là quyết định vừa đúng vừa dễ dàng thực hiện, vì chúng tôi thường xuyên ra nhiều content hay lắm, từ ngành kinh tế, tài chính cho đến lịch sử, văn hóa, xã hội. Vậy nên, cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúng tôi rất mong gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!